giọng anh. Thank you.
giờ chúng mình hãy cùng nhận lời sau của những thực hiện mà chúng mình gửi gắm, và các cô hãy chúng mình dồn lên một chút được không ạ? Quý vị có thể nhìn rõ hơn được thông điệp của chúng tôi có gửi đến trong ngày hôm nay không ạ? Và quý vị ơi, chúng ta có thể cùng đọc lớn tên thông điệp trong chương trình ngày hôm nay được không ạ? 2, 3, có một nơi để về, đó là nhà. Xin cảm ơn các bạn Vũ Nhí đến từ câu lạc bộ Vũ Nhí Hà Nội đã có phần trình diễn giúp chúng tôi truyền tải tất cả những thông điệp về gia đình yêu thương với những cây dân ngôn của những người nổi tiếng trên toàn thế giới để gửi tới các bạn quý trong ngày hôm nay. Hy vọng rằng mỗi gia đình sẽ yêu thương hơn tổ ấm của mình, và chúng ta sẽ có những niềm hạnh phúc với những tinh thần nhỏ đáng yêu của mình. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.